huyền huyễn hắc khoa học kỹ thuật. Sản phẩm của ngươi huyền huyễn hắc khoa học kỹ thuật. Sản phẩm của ngươi không thích hợp aman đầu bất hương ba tìm thuốc khó, hệ thống kích hoạt. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Đường phong nhìn xuống số dư, mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có hơn 200 ngàn. Hắn ngựa không ngừng vó câu đi tới phụ cận một cái đại dược phòng dây truyền cả nước xin chào, muốn muốn hỏi thăm, các ngươi nơi này có có loại thuốc bổ niên đại tương đối dài kia hay không? Bị hỏi tiểu tỷ tỷ nhân viên bán hàng một mặt tò mò nhìn về phía thanh niên trước mặt trần chờ một cái hỏi. Người tốt, là trong nhà có người bệnh nặng sao? Ừm, em gái ta thân thể không được yêu cầu loại thuốc bổ này, tiểu tỷ tỷ dừng lại chốc lát mới đến gần đường phong, nhỏ giọng nói soái ca nếu như em gái ngươi thật sự là muốn loại thuốc bổ này ngươi hay là đi những địa phương khác tìm một chút đi trong tiệm những cái được gọi là thượng niên thuốc bổ đều là giả không cứu được mệnh hiện tại loại này môi trường tự nhiên thứ tốt thật sự là không có khả năng ở trong tiệm công khai tiêu thụ về phần đi nơi nào tìm ta cũng không biết xin lỗi không giúp được ngươi rồi đường phong trầm mặc một hồi miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười cảm ơn ngươi ta hiểu được ôm tâm tình phức tạp đường phong đi ra dược phòng nhìn xem qua lại không dứt đường phố trong lòng đường phong từng chút từng chút lạnh đi hắn chỉ là người bình thường căn bản không có đường dây tin tức phương diện này hơn nữa hắn cũng là vừa mới nghĩ đến chính mình căn bản không có phân biệt năng lực à nếu như không phải là cái này tốt bụng tiểu tỷ tỷ nhắc nhở, nói không chừng hắn liền bỏ ra số tiền lớn mua một đống đồ vô dụng rồi. Tiền xài liền coi như xong, không cứu được em gái mới là thật căm tức. Bác sĩ Lưu cũng không có cách nào, trong bệnh viện không có khả năng có thứ này, cái kia đều là người có tiền bảo vệ tánh mạng dùng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có biện pháp gì có thể thu hoạch được tin tức phương diện này sao? Dược liệu, dược liệu. Dược liệu, đúng, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cha hắn tại gia tộc còn có một cái nhà cũ, đó là nơi ông nội nguyên chủ đã từng sinh hoạt. Đường Phong nhớ kỹ, gia gia hắn là một vị lão trung y. Đáng tiếc cha hắn không có kế thừa nghề nghiệp trung y, bởi vì cha hắn vẫn cảm thấy trung y đã đi xuống dốc rồi, cũng không có bồi dưỡng được hứng thú học y. Chuyện này một mực để cho gia gia canh cánh trong lòng ra ra sau khi qua đời nhà cụ đó liền không chút đi qua chỉ là lúc thỉnh thoảng nghỉ định kỳ người một nhà sẽ đi nơi đó ở thêm mấy ngày coi như là cách xa đô thị phiền não còn nhớ khi còn bé nguyên chủ cùng em gái thích nhất ở trong trong vườn thuốc kia chơi đùa những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là đường phong nghe ông nội nguyên chủ nhắc tới tại trên núi phụ cận vẫn còn có cơ hội tìm được dược liệu tốt Đặc biệt là bị chia làm khu bảo hộ thiên nhiên về sau, trong núi cây cối ráng dấp càng ngày càng tốt rồi. Có lẽ, chính mình có thể đi thử vận khí một chút. Nhà cũ nơi đó còn có ra ra năm đó lưu lại trang bị, trực tiếp liền có thể lợi dụng. Ngược lại hắn hiện tại cũng quả thực không có biện pháp gì tốt hơn rồi. Trước đi thử một lần, không được thì trực tiếp phát quảng cáo, lại tiêu tiền mời chuyên gia giám định, chính là sợ bị liên thủ hố A được rồi trước về nhà cũ cũng một số thời khắc không có trở về coi như quét dọn một chút cũng là phải đường phong đầu tiên là về nhà nói rõ với em gái một cái nói dối muốn trở về nhà cũ tế bái một cái phù hộ em gái bình an khỏe mạnh em gái cũng là không có hoài nghi mang theo mỉm cười nhàn nhạt một hớp nói thay nàng cũng tế bái một chút đường phong an ủi em gái ngoan liền rời đi rồi đừng xem em gái là cười nói nhưng trong lòng đường phong rõ ràng đây chỉ là giả tưởng mà thôi người chính là kỳ quái như thế ngay mặt cố gắng giả bộ dáng vẻ mỉm cười quay người lại lại sẽ bởi vì loại dối trá này mà sinh ra áy náy sau đó liền càng khó chịu rồi đường phong cũng không cần đoán chờ hắn rời nhà em gái khẳng định lại sẽ thương tâm rơi lệ ai khó làm ạt à, thời gian chậm rãi qua đi đường phong đi tới nhà cũ đẩy ra cũ kỹ cửa chính đây cũng là một cái nhà cũ có sân trong sân trồng một chút thảo dược thường gặp đường phong vừa tiến vào bên trong liền nghe thấy một loại mùi vị chó khác với chỗ khác là mùi vị đặc thù chung thảo dược rất nhiều loại thảo dược hắn trước tốn chút thời gian đem trong phòng quét dọn một chút ít nhất thoạt nhìn là tương đối sạch sẽ rồi không vội vàng tìm những trang bị kia, hắn đi thẳng tới trong dược viên. Đường Phong nhìn xem những thảo dược hắn nhận biết hoặc không biết này, trong lòng cảm khái. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn vẫn là trở về đến nơi này, về tới chỗ bị cha hắn buông tha này. Và URL bằng Window, Location, Herep, Window, Puppy Giờ Tác bằng Window, Puppy Giờ Tác, Window, Puppy Giờ Tác, Push, zone. 7254 x bgssp 7254 u url Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng đồ cứu mạng vừa vặn là những đồ vật từ xưa lưu truyền xuống này đây. Hắn quan sát sân nhỏ một chút. Ừ, nơi này lúc nào có cửa rồi. Cho tới bây giờ chưa từng thấy à, đường phong ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện một góc sân lại có một cái cổ kính cửa gỗ. Cái cửa này như thế nào? có bị kinh diễm hay không? Tình huống gì? Hắn xác định hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy cái cửa này, hơn nữa kể từ sau khi ông nội qua đời, nơi này trừ quét dọn vệ sinh cùng nghỉ phép ở ngoài. Tuyệt đối không có cái gì những thứ khác sửa sang kế hoạch. Lại nói, muốn sửa sang cũng không khả năng ở loại địa phương này lắp cái cửa à, có ý nghĩa gì? Đường phong nghi ngờ đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ chi cửa trực tiếp mở ra. Đường phong vừa dùng lực cửa trong nháy mắt hoàn toàn mở ra. Một mảnh rừng rậm rậm rạp xuất hiện tại trước mắt. Mấy cây cao lớn cường tráng cây cối, bên cạnh còn có vô số thực vật hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Đường phong một mặt khiếp sợ, cái quỷ gì? Phía sau sân không phải là chỉ có một tòa núi nhỏ sao? Keng, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt bản hệ thống, Keng đã thành công khóa lại xuyên toa môn, hệ thống. Mẹ nó, xuyên Việt cần thiết hệ thống, Đường Phong còn tưởng rằng chính mình vận khí kém như vậy, lại có thể không có hệ thống đây. Không nghĩ tới lại có thể chờ ở đây chính mình. Ta ngất, hệ thống này cũng quá khờ đi. Liền không thể trực tiếp xuất hiện ở trong nhà hắn nha, thế nào cũng phải tại loại địa phương quỷ quái này. Đường Phong hít một hơi thật sâu, trước làm rõ ràng hệ thống này là tình huống gì lại nói hệ thống ký chủ ngươi có chuyện gì ồ lại là một hệ thống có thể giao tiếp âm thanh tương đối trung tính nghe không ra giới tính hệ thống ngươi có thứ gì chức năng ký chủ bản hệ thống toàn danh là hệ thống phụ trợ tu tiên có thể giúp ký chủ thông qua xuyên toa môn trước mặt đi tu tiên giới hơn nữa phụ trợ ký chủ tu luyện kinh ngạc sau cái cửa này là một cái tu tiên giới hệ thống này lợi hại bất quá tên này cũng quá lâu đi. Hệ thống, người cái này toàn danh có phải là quá vô danh hay không rồi? Coi như không phải là cái gì vô địch tu tiên, ít nhất cũng phải là một cái tối cường tiên đế hệ thống a, hệ thống. Ký chủ, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Mấu chốt vẫn là nhìn chức năng. Được, có đạo lý. Vậy ngươi có thể để cho ta hiện tại thành tiên sao? Không thể, vậy hóa thần kỳ cũng có thể a? À? Không thể nguyên anh kim đan chúc cơ ký chủ tu tiên là một cái rất chuyện nghiêm túc tình không muốn suy nghĩ nhiều như vậy từng bước từng bước tới mới là thao tác bình thường ok đúng là một hệ thống phụ trợ ta đây bây giờ có thể đi trong tu tiên giới nhìn xem sao có thể trực tiếp xuyên qua ngươi xuyên toa môn trước mặt là được rồi đường phong chạy mau đến trong phòng đem mấy cái trang bị dùng thu thập kia đều mang theo đây chính là tu tiên giới khắp nơi đều có thảo dược chân quý vậy cũng là thao tác cơ bản em gái lần này được cứu rồi chuyện được dịch bởi mèo sao băng tại mê chuyện chữ chuyện siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng cộng xà hạt bằng đoạt mệnh cổ tử trùng cộng hầu nhi tử bằng tử cổ kim hành trùng cộng mộc hành trùng cộng thủy hành trùng cộng hỏa hành trùng cộng thổ hành trùng bằng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhà cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc huyền huyễn hắc khoa học kỹ thuật sản phẩm của ngươi không thích hợp a man đầu bất hương ba đạt được nhân sâm núi chức năng giám định nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com đường phong xuyên qua cửa trực tiếp xuất hiện tại trong rừng cây mới vừa nhìn thấy thật sự cảm thụ được hoàn cảnh tu tiên giới đúng là tràn đầy một loại khí tức sinh cơ bừng bừng hệ thống ta muốn làm sao trở về đường phong vừa rồi quá hưng phấn quên mất vấn đề mấu chốt này hắn là tới thu thập dược liệu cứu em gái cũng không phải là tới tu tiên ký chủ ngươi chỉ cần tại trong lòng suy nghĩ trở về liền có thể tùy thời đều có thể trở lại tại chỗ phương tiện như vậy lại có thể không có hạn chế gì đây chính là tin tức tốt vậy thì có cái gì những thứ khác điều kiện hạn chế sao ký chủ người một lần nhiều nhất có thể tại tu tiên giới dừng lại thời gian một tháng trong một tháng xuyên qua không có số lần hạn chế một tháng sau phải ít nhất khoảng cách một tuần thời gian mới có thể lần nữa xuyên qua ừ hạn chế này ngược lại là rất nhân tính hóa không giới hạn số lần coi như là rất dễ dàng bất quá cảm giác có chút kỳ quái à khoảng cách một tuần là muốn bổ sung năng lượng sao vậy tại sao lại có thể không giới hạn số lần đây hệ thống khoảng cách một tuần này là nguyên nhân gì ký chủ đây là vì phòng ngừa thiên đạo nhằm vào công kích thiên đạo lại không mù hệ thống này còn có chút tính khí nhỏ đây hiểu thiên đạo loại chuyện này trong tiểu thuyết cơ bản đều có liên quan đến Đường Phong trước không quản chuyện của hệ thống, việc cần thiết trước mắt vẫn là thu thập dược liệu chân quý tương đối trọng yếu, ngược lại có thể tùy thời trở về. Đường Phong cẩn thận quan sát tình trạng phụ cận, tạm thời không có phát hiện dã thú gì các loại. Hắn lại lần nữa hướng mặt đất nhìn lại. Nhìn một chút, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn căn bản không nhận biết cái gì trung thảo dược. Hắn chỉ là thấy qua trong dược viên nhà cũ mấy cái thảo dược thường gặp kia, cái này cũng còn không có nhận toàn đây. Tới với nhân tham gì, hà thủ ô các loại, hình ảnh ngược lại từng gặp, nhưng đó là thu thập bộ dáng sau đó a, hắn nơi nào biết nhân sâm thu thập trước hình dạng thế nào. Đệt, khinh thường, nếu không đi về trước tìm quyển sách nhìn xem. Lúc này, hệ thống đoán chừng là minh bạch vấn đề Đường Phong gặp phải ký chủ, có mở ra thời gian thực quét hình hay không, quét hình. Hệ thống này thật không tệ. Mở ra quét hình muốn giá tiền gì, bình thường không phải đều sẽ muốn điểm tích lũy cái gì cái gì nha. Trong vòng 100 mét thời gian thực quét hình miễn phí, vượt qua phạm vi yêu cầu thanh toán điểm tích lũy ngoài định mức lương tâm A. Đường phong cảm động, thật là một cái lương tâm hệ thống, lại có thể miễn phí quét hình. Mở ra quét hình thời gian thực quét hình đã mở ra ký chủ có thể trực quan xem đến một chút nhắc nhở quan trọng tập trung sự chú ý cũng có thể nhìn thấy không phải là nhắc nhở quan trọng ở trong mắt đường phong lúc này rừng rậm phụ cận trở nên không giống bình thường rồi thật sự chính là rất trực quan giống như trò chơi đường phong nhìn sang sẽ ở bên cạnh đánh dấu lên một chút nhắc nhở theo ánh mắt của hắn di động, bất ngờ sẽ xuất hiện một chút nhắc nhở danh xưng thực vật. Đột nhiên, ánh mắt đường phong dừng lại ở trên một cái nhắc nhở kiểu chữ màu xanh lá cây. Danh xưng nhân sâm núi, khoảng 100 năm. Chính là cái này. Hắn muốn chính là cái này. Đường phong kích động hướng chỗ kia chạy tới. Ngay tại lúc hắn chạy tới, hắn lần nữa thấy được càng nhiều nhắc nhở màu xanh lá cây. Danh sưng nhân sâm núi, khoảng 300 năm. Danh sưng, nhân sâm núi, khoảng 200 năm. Tổng cộng ba cái nhắc nhở màu xanh lá cây, đây chính là ba cái cực phẩm nhân sâm núi. Mọi người xem nhìn là được, cái này là của ta. Thoải mái, không nghĩ tới một lần liền thu được nhiều đồ tốt như vậy. Hắn không nhìn nữa những thứ khác, ngay lập tức liền tại bên cạnh một cây nhân sâm núi gần nhất dừng lại lấy ra công cụ thu thập, cẩn thận thu thập lại. Hắn từng nghe người ta nói, thu thập nhân sâm phải chú ý không nên phá hư dễ cây, mặc dù nơi này có ba cây nhân sâm, nhưng cũng không thể lãng phí A. À. Xài một chút thời gian, cuối cùng đem nhân sâm núi cây 200 năm này đào ra. Đường phong rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, coi như hiện tại liền trở về, hắn cũng đã có đầy đủ khuyến khích. Và URL bằng Windows. Location. Herep Windows, Puppy Tác bằng Windows, Puppy Tác Windows, Puppy Giờ Tác, Push Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, UAL, hắn cũng lần nữa hướng chỗ hai cây nhân sâm khác nhìn lại. Lần này, bởi vì góc độ thay đổi, hắn lại có thể phát hiện một cái thứ không giống nhau. Nhắc nhở tên là màu xanh đen, rõ ràng không giống với trước mặt. Danh sương, huyết linh tham, khoảng 500 năm, cần giám định. Huyết linh tham, đây là vật gì? Hệ thống, huyết linh tham này là cái gì? Là chủng loại biến dị của nhân sâm sao? Giám định lại là chỉ cái gì? Ký chủ, huyết linh tham chính là huyết linh tham, không có quan hệ với nhân sâm, chỉ là tên tiếp cận mà thôi. Huyết linh tham trực tiếp dùng, có thể tăng cường, cường hóa huyết khí, tăng cao tố chất thân thể giám định về sau có thể được đến một chút tin tức tiến dai yêu cầu thanh toán điểm tích lũy ngoài định mức nguyên lai like là như vậy còn tưởng rằng là nhân tham gì hấp thu máu tươi biến dị đây quả nhiên miễn phí mới là đắt tiền nhất chim cánh cụt không lấn được ta à quản nó làm gì thu thập liền xong chuyện trước mặc kệ giám định thu thập quan trọng từ đầu đến cuối xài một giờ, đường phong mới cẩn thận từng ly từng tí mà đem ba cái nhân xâm núi cùng một cái huyết linh tham toàn bộ thu thập hoàn tất. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, dù sao cũng là trong rừng, vạn nhất chạy ra yêu thú gì thì phiền toái, đường phong trực tiếp trở về trong sân. Hệ thống, người xác định thật sự không biết mang về bệnh độc, vi khuẩn gì, ký chủ, người suy nghĩ nhiều. Khử độc, sát trùng không phải là thao tác thông thường xuyên toa môn sao? được rồi lại có thể bị hệ thống nhổ nước bọt rồi về tới lam tinh an toàn đường phong lúc này cũng không quá gấp rồi dự định trước làm rõ một cái hệ thống vấn đề trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt ta vừa rồi nghe ngươi nhắc tới điểm tích lũy có thể nói một chút điểm tích lũy này là chuyện gì xảy ra sao ký chủ điểm tích lũy thu hoạch có thể chia làm thăm dò thế giới cùng hoàn thành nhiệm vụ hai loại phương thức thăm dò thế giới bao gồm nhưng không giới hạn mở khóa bản đồ mới phát hiện bộ phận nguyên lý thế giới hiểu rõ thế giới tình thế hoàn thành nhiệm vụ chính là chỉ hoàn thành nhiệm vụ chỉ định hệ thống phân phát điểm tích lũy có thể tại điểm tích lũy thương thành đổi một chút vật phẩm cũng có thể hướng hệ thống thân mời một ít chức năng phụ trợ đường phong cẩn thận nghe hệ thống giải thích xem ra phương thức thu hoạch điểm tích lũy này vẫn là rất nhiều dạng Vậy ta đây lần xuyên qua cũng coi là mở khóa bản đồ mới đi. Có bao nhiêu điểm tích lũy, ký chủ, lần này đạt được điểm tích lũy thăm dò 100 điểm, choáng váng, cảm giác có chút ít à, đây chính là phát hiện thế giới mới a à. Giám định huyết linh tham muốn bao nhiêu điểm tích lũy, 50, đệt. Quả nhiên, miễn phí cho quét hình, chính là chờ ở đây đây. Quét hình ra thứ tốt, người giám định còn chưa giám định. Thương thành ở đâu? ta làm sao không nhìn thấy, ký chủ, thương thành muốn tràn đầy một nghìn điểm tích lũy sau mới mở ra, người điểm tích lũy này có thể mua cái gì, ta mẹ nó, hắc tâm gian thương. Giám định, hiện tại liền giám định, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, người giám định này có chỗ lợi hại gì. Danh sương, huyết linh tham, 500 năm. Phương pháp sử dụng, một Trực tiếp ăn, theo quy định lượng dùng có thể tăng cường, cường hóa huyết khí. 2. Phối hợp thuốc bắc khác có thể luyện chế ngưng huyết đan, ngoài định mức tăng cường độ tinh khiết huyết mạch. Công thức như sau. Châu bỏ. Trực tiếp liền công thức đều cặn kẽ cho ra. Đường phong phục rồi, giám định này thật đúng là đáng giá. Mặc dù đồ vật trong công thức hắn cũng không nhận ra, nhưng cái này không trở ngại hắn ý thức được chức năng giám định cường đại. Quả thật quý có đạo lý quý. Chuyện được dịch bởi mèo sao băng tại mê truyện chữ truyện siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng cộng xà hạt bằng đoạt mệnh cổ tử trùng cộng hầu nhi tử bằng tử cổ kim hành trùng cộng mộc hành trùng cộng thủy hành trùng cộng hỏa hành trùng cộng thổ hành trùng bằng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhà cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc huyền huyễn hắc khoa học kỹ thuật sản phẩm của ngươi không thích hợp a man đầu bất hương ba dùng nhân sâm giải quyết vấn đề tâm lý nghe chọn bộ tại mê audio com cảm nhận được biểu hiện bất phàm chức năng giám định đường phong cũng không quấn quyết vấn đề điểm tích lũy nữa Hiện tại chính là không biết độ khó lấy được điểm tích lũy là như thế nào rồi, lần sau lại tiến vào thăm dò hẳn là liền có thể có một cái cảm thụ trực quan rồi. Hệ thống, nhiệm vụ chỉ định này giống như là cái gì? Ký chủ, cái này không có tiêu chuẩn cố định, đến lúc đó xuất hiện ngươi tự nhiên liền hiểu, có thất bại trừng phạt sao? Ký chủ, ngươi là không tự tin bao nhiêu? Còn chưa bắt đầu đây, liền muốn chuyện thất bại. Yên tâm, không có có thất bại trừng phạt, bản hệ thống là hệ thống phụ trợ, kết quả tu luyện cuối cùng vẫn là nhìn ký chủ chính ngươi hắc hắc vậy còn tốt đường phong cũng là bị tình tiết động một chút là xóa bỏ trong đủ loại tiểu thuyết dọa sợ cảm giác hỏi cũng không xê xích gì nhiều những vấn đề khác vẫn là phải trong quá trình sử dụng thể hội một chút tốt hơn hiện tại chỉ một cái vấn đề bản thân xuyên toa môn này ta đây sau đó xuyên qua đều phải tới nơi này sao đây cũng quá phiền toái đương nhiên không cần ngươi bây giờ đã khóa lại xuyên toa môn tại bất kỳ chỗ nào đều có thể chịu hoán ra bất quá muốn chú ý một chút lúc trở về là tại chỗ trở lại cho nên đừng loạn xuyên qua bị người bao vây chỉ có thể trách chính ngươi não tàn ách được rồi đường phong cũng là hết ý kiến hệ thống này nói chuyện thật đúng là không khách khí Giải quyết vấn đề xuyên toa môn, Đường Phong lúc này cũng muốn sớm một chút đem người Tố đưa trở về. Hắn không do dự nữa, trực tiếp ngồi xe chạy tới bệnh viện, hắn yêu cầu bác sĩ Lưu giúp hắn xử lý vật này. Ở trong trong ánh mắt nghi ngờ của thầy thuốc Lưu, đem nhân sâm núi 200 năm kia đưa đến trước mặt hắn. Bác sĩ Lưu cẩn thận đem trước mặt cái hộp gấm này bưng ở trong tay, tử tế quan sát bên trong nhân sâm này. Tiểu Đường, ngươi xác định ngươi nói là 200 năm. Bác sĩ Lưu, ngươi yên tâm đi, loại chuyện này ta cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Ta đã tìm người dám định qua, đúng là thật sự. Vậy cũng tốt, mặc dù ta cũng không biết ngươi là từ đâu tìm đến, nhưng nếu như là thật sự, vậy thì không thành vấn đề. Hơn nữa cũng không dùng được nhiều như vậy, dùng nhiều nhất một nửa là được, còn dư lại ta đây tận lực không phá hư quá nhiều, được bác sĩ Lưu. Cảm ơn ngươi mấy tháng này trợ giúp, làm phiền ngươi quá nhiều lần rồi. Tiểu Đường, ngươi cái này liền khách khí, cha mẹ thầy thuốc tâm, đây là ta phải làm, hy vọng em gái ngươi có thể tốt lên chính là kết quả tốt nhất rồi. Đường Phong rất cảm động, mấy tháng này bác sĩ Lưu thật sự là tận tâm tận lực giúp hắn rồi. Coi như hắn không giờ đêm sau đó đánh tới điện thoại, bác sĩ Lưu cũng là rất kiên nhẫn giải đáp cho hắn. Hắn quyết định tương lai có cơ hội nhất định thật tốt báo đáp bác sĩ Lưu. Mặc dù còn dư lại một nửa, nhưng Đường Phong cũng không ngốc đến nói cái gì đưa cho bác sĩ Lưu. Không phải là Đường Phong không bỏ được, đây chính là nhân sâm núi 200 năm, ít nhất cũng đáng cái triệu đi, bác sĩ Lưu có thể tiếp nhận mới có quỷ. Hắn hiện tại có hệ thống, sau đó trung quy có cơ hội, không gấp nhất thời bác sĩ lưu cũng cao hứng người mắc bệnh nhất định là động lực lớn nhất mỗi một vị bác sĩ chăm sóc người bị thương rất nhanh nhân sâm liền bị xử lý tốt nước thuốc bị tách ra chứa ở trong rất nhiều túi bịt kín về đến nhà đường phong tự mình đem chén nhỏ đưa tới trước mặt muội muội linh nhi tới đây là ca ca giúp ngươi tìm đến nhân sâm thượng hạng nấu ra thuốc bổ ngươi uống vào thân thể liền sẽ tốt lên ừm cảm ơn anh Nhìn xem Linh Nhi một hớp nhỏ, một hớp nhỏ uống nước thuốc, trong lòng Đường Phong thở phào nhẹ nhõm. Linh Nhi trừ dễ dàng lâm vào tâm tình bi quan ở ngoài, vẫn là rất nghe lời. Dĩ nhiên, phòng trừng trong lòng nàng hiện tại cũng không tin đây là thuốc bổ thượng hạng gì đi, chỉ là không muốn để cho mình cực khổ uổng phí mà thôi. Mãi đến Linh Nhi uống xong, Đường Phong mới yên lặng mà lui ra khỏi phòng hắn đứng ở ngoài cửa suy nghĩ rất lâu, hiện tại thân thể của Linh Nhi là không thành vấn đề, nhưng vấn đề tâm lý vẫn không có giải quyết. Mấy tháng này đã tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý rồi, nhưng ở dưới tình huống Linh Nhi không phối hợp, bác sĩ cũng rất khó lấy được hiệu quả. Và URL bằng Windows, Location, Herb, Windows, Puppy Giơ Tác bằng Windows, Puppy Giơ Tác, Windows, Puppy Giơ Tác, Push, zone. -X, 7254 x BGSSP 7254U URL Tình trạng hiện tại của Linh Nhi đã có chút trì hoãn không được rồi. Buổi tối bác sĩ Lưu cũng là đi tới đường phong nơi này. Tiếp đó, bác sĩ Lưu kiểm tra cẩn thận một cái, đối với đường phong gật đầu một cái tiểu đường, tình huống bây giờ của em gái ngươi có chuyển biến tốt, kiên trì một đoạn thời gian sẽ khôi phục, ngươi có thể yên tâm. Được, cảm ơn thầy thuốc Lưu. Không có việc gì, cái này cũng là người ngươi mang tới tố hiệu quả tốt, chờ tình huống ổn định lại, bác sĩ Lưu mới an tâm mà rời khỏi nhà hắn. Thuốc bổ đương nhiên là còn không có tiêu hao hết, phía sau còn cần uống một đoạn thời gian. Có thể là có chút mệt mỏi, Linh Nhi trực tiếp trở về phòng ngủ đi ngủ. Đường Phong đưa mắt nhìn em gái tiến vào trong phòng ngủ mới yên tâm lại. Hệ thống, người có thể giúp ta kiểm tra tình huống Linh Nhi sao? Ký chủ, nhân sâm đã có hiệu quả, thân thể của em gái ngươi đang tại chuyển biến tốt, yên tâm đi. Nói thế nào cũng là dược liệu tu tiên giới, chút chuyện này chỉ là vấn đề nhỏ. Vậy thì tốt, có hệ thống xác nhận, đường phong cũng thật sự an tâm không ít hắn đang trên đường trở về, đã nghĩ tới một cái phương pháp có thể giúp Linh Nhi chấm dứt vấn đề tâm lý. Hắn hơi trần chờ một chút mới trong lòng nói với hệ thống. Hệ thống, có thể giúp ta một chuyện hay không? Ký chủ, người trước tiên nói một chút là giúp cái gì đi, hệ thống cũng không phải là vạn năng. Mặc kệ là trực tiếp hình chiếu cũng tốt, trong mơ hình chiếu cũng tốt, ta muốn để cho Linh Nhi nhìn thấy cha mẹ, ta muốn giải quyết triệt để chướng ngại trong lòng Linh Nhi. Hệ thống, người có thể giúp ta một tay sao, hệ thống không có lập tức đáp lời, ngay khi đường phong cho là hệ thống không sẽ hỗ trợ, hệ thống rốt cuộc trả lời. Ký chủ, chuyện này hệ thống có thể giúp, liền lựa chọn phương thức nhập mộng đi người ký chủ có tình có nghĩa như vậy, bản hệ thống vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, còn dư lại 50 điểm tích lũy kia ta coi như lấy đi, quá tốt rồi, không thành vấn đề, ngươi toàn thu đi là được. Cảm ơn, đường phong hiện tại đâu còn đi quan tâm điểm tích lũy kia, hắn hiện tại chỉ muốn Linh Nhi mau sớm khỏe. Đúng rồi, hệ thống ta hy vọng Linh Nhi nhìn thấy, là cha mẹ ở bên kia hưởng thụ phúc báo, sống rất tốt, ngươi hiểu ý của ta không, ký chủ, ngươi yên tâm đi. Hệ thống đáp ứng tự nhiên sẽ hết sức làm xong. Bất quá, người đến có chuẩn bị tâm lý, hệ thống sẽ hết sức làm được tốt nhất, nhưng lòng người quá phức tạp. Coi như là thánh nhân, đều không có biện pháp xác định ý tưởng thật sự của một người. Hệ thống không có thể bảo đảm kết quả sau cùng, ừm, ta hiểu. Vậy thì tối hôm nay chấp hành đi, hy vọng ngày mai là cái bắt đầu mỹ hảo. Ôm chờ mong Mỹ Hảo, Đường Phong tận lực để cho mình an tâm ngủ. Hiện tại có hệ thống, có thể đi tu tiên giới tu luyện. Nếu như có thể thành công giải quyết vấn đề tâm lý của Linh Nhi, hắn có lòng tin để cho Linh Nhi trở thành Linh Nhi hạnh phúc nhất. Nói không chừng còn có thể cùng đi tu tiên giới mở mang kiến thức một chút phong cảnh ừ cái này là chuyện sau này mình cũng còn không có đất đặt chân đây nghĩ quá xa ít nhất chờ an toàn mới sẽ xem xét loại chuyện này hy vọng ngày mai là tin tức tốt chuyện được dịch bởi mèo sao băng tại mê chuyện chữ chuyện siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng cộng xà hạt bằng đoạt mệnh cổ tử trùng cộng hầu nhi tử bằng tử cổ kim hành trùng cộng mộc hành trùng cộng thủy hành trùng cộng hỏa hành trùng cộng thổ hành trùng bằng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhà cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc huyền huyễn hắc khoa học kỹ thuật sản phẩm của ngươi không thích hợp a man đầu bất hương ba khỏi bệnh rồi người đấu giá tố Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đường Phong liền lên chuẩn bị điểm tâm cho Linh Nhi rồi. Hôm nay là cái ngày tốt, có lẽ là tin tức tốt. Ngay khi Đường Phong ôm mong đợi, tâm tình thấp thỏm chuẩn bị điểm tâm. Cửa phòng em gái mở ra, một làn gió thơm bay tới, Linh Nhi đã nhào tới trong ngực của Đường Phong ca, ta, ta mơ thấy ba mẹ rồi, ô ô ô, ta thật sự nhìn thấy bọn họ, đường phong vỗ nhẹ nhẹ đánh sau lưng của Linh Nhi, cẩn thận hỏi. Linh Nhi, ca ca tin tưởng ngươi. Ba mẹ qua được không? Ừm, bọn họ qua rất tốt, để cho chúng ta không cần lo lắng, còn nói muốn ta chăm sóc kỹ ca ca ngươi đây. Linh Nhi dường như nghĩ tới chuyện tốt đẹp gì, trong tiếng nói đều mang theo một chút ý vị vui mừng. Xem ra có hiệu quả linh nhi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với ba mẹ bây giờ thấy ba mẹ qua rất được trong lòng áy náy quả nhiên giảm bớt rất nhiều vậy thì tốt vậy thì tốt ta đã nói rồi ba mẹ chắc chắn sẽ không chịu khổ bọn họ thiện lương như vậy linh nhi ngươi cũng muốn ba mẹ để cho ngươi chăm sóc kỹ ta bộ dáng bây giờ của ngươi cũng không giống như đứa bé ngoan nghe lời ca ngươi yên tâm đi ta nhất định cố gắng nghe lời ăn nhiều cơm đem mình nuôi ta sẽ không để cho ba mẹ thất vọng ca ngươi còn nói ta ngươi cũng tốt nghiệp liền người bạn gái cũng không có để cho ba mẹ biết rồi xem bọn hắn mắng ngươi không hừ ha ha anh ngươi ta đẹp trai như vậy căn bản là không có cần thiết vì loại chuyện này lo lắng được rồi đường phong nhìn tâm tình của em gái không sai cũng là tâm tình thật tốt ca, ta quyết định, ta ngày hôm nay thì đi sân chơi. Ta muốn chơi cả ngày, ngươi nói thật. Đường phong mừng rỡ, sân chơi bản thân không có vấn đề gì, vấn đề là ba chữ kia lại có thể theo trong miệng Linh Nhi nói ra. Sự cố lần đó chính là tại ở trên đường đi sân chơi phát sinh, cũng là Linh Nhi khúc mắc. Từ đó về sau, hai chữ sân chơi liền thành cấm kỵ coi như là ở trong tivi nghe được ba chữ kia cũng có thể làm cho linh nhi trong nháy mắt lâm vào bi quan càng không cần phải nói trực tiếp ở trước mặt nàng nói ra hiện tại linh nhi lại có thể rất tự nhiên chủ động nói ra ba chữ kia vậy nói rõ tâm kết này thật sự là biến mất được quá tốt rồi chúng ta bây giờ liền xuất phát chúng ta hôm nay liền cẩn thận tại sân chơi chơi một cái sảng khoái được hiện tại liền đi ca ngươi đến lúc đó cũng đừng bị hoảng sợ tè ra quần. Ha ha, có Linh Nhi ở bên người, ca cái gì cũng không sợ, đường phong cùng đường Nguyệt Linh trực tiếp đơn giản thu thập một chút liền chạy thẳng tới sân chơi đi rồi. Đúng là một ngày tốt đẹp vô cùng. Hệ thống, cảm ơn ngươi, không khách khí. Thời gian một ngày chậm rãi qua đi, hôm nay là bước ngoặt, hai anh em rốt cuộc có một cái tương lai tốt đẹp buổi tối đường phong thoải mái nằm ở trên giường trong lòng bắt đầu bắt đầu trò chuyện với hệ thống em gái quậy một ngày đã sớm mệt mà trở về phòng nghỉ ngơi hệ thống người đợt thao tác này rất chịu tia à không nghĩ tới ngươi còn có thiên phú nói láo ký chủ bản hệ thống chưa bao giờ nói dối ta chỉ là biên cái chuyện xưa mà thôi thao tác cơ bản A à, bất kể như thế nào, nhân tình này ta ghi nhớ, không có vấn đề chỉ cần ký chủ nghiêm túc tu luyện liền tốt rồi. Được ngày mai ta đi chuẩn bị ngay tốt trang bị chính thức bắt đầu thăm dò thế giới mới. Ngày thứ hai, đường phong liền bắt đầu liên hệ phòng đấu giá Christy Mado chuẩn bị ra tay nhân sâm núi 100 năm đó. Cái này là kế hoạch tối ngày hôm qua hắn liền nghĩ ra, ngược lại nhân sâm còn có một cái 300 năm, còn có một huyết linh tham khác. Hai cái này hắn là đã hoạch định xong, dựa theo nhắc nhở của hệ thống, sẽ trực tiếp để dùng cho em gái cùng mình tăng tố chất thân thể lên. Nhiều hơn cái này một cái, trực tiếp đổi thành tiền, cải thiện một cái tình trạng kinh tế. Thăm dò thế giới mới, dù sao cũng phải có điểm đáy khí A, và URL bằng Windows. Location, Herep, Window, Puppy tác bằng Window, Puppy tác Window, Puppy giờ tác, Push Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, UAL, tiền chính là sức lực. Linh Nhi bên này hắn cũng yên tâm, nàng hiện tại còn muốn đi học, một tuần mới có thể về nhà một lần. Cho nên đường phong có đầy đủ thời gian rất nhanh phòng đấu giá bên kia liền biểu thị sẽ lập tức phái người đến cửa giám định nếu như không thành vấn đề sẽ trực tiếp trúng tuyển buổi đấu giá lần kế đây chính là nhân sâm núi trăm năm nếu như là thật sự vậy khẳng định sẽ là một cái không tệ vật phẩm đấu giá mặc kệ lúc nào thứ này đều là không thiếu người mua phòng đấu giá nghe được đường phong thuyết minh không nói hai lời trực tiếp liền phái người tới rồi Đường Phong một vừa chờ người phòng đấu giá, một bên cũng bắt đầu ở trên mạng tra tìm đủ loại trang bị thám hiểm dã ngoại. Rất nhanh liền tìm thương gia tương đối nổi tiếng khá hơn một chút, hắn trực tiếp đặt hàng, thêm không ít tiền để cho đối phương lập tức khẩn cấp giao hàng. Giang Thành cách Ma Đô rất gần, những thứ này hẳn là ngay hôm đó có thể đưa đến cũng không lâu lắm, liền có người phòng đấu giá liên hệ hắn rồi, khẽ lật chỉ dẫn về sau, đối phương thành công đi tới trong nhà của Đường Phong. "Đường tiên sinh đúng không, vị này là chúng ta mời chuyên nghiệp giám định sư, có thể để chúng ta trước xem một chút nhân sâm sao?" Đường Phong sau khi xác nhận qua thân phận của đối phương, cũng không có cái gì lo lắng, trực tiếp lấy ra nhân sâm. Christie nhưng là phòng đấu giá lớn, hắn cũng không cần lo lắng cái gì vị giám định sư già kia cẩn thận mở ra hộp gấm chứa nhân sâm cẩn thận giám định lên thời gian không lâu hắn liền dừng động tác lại đúng là nhân sâm núi trăm năm hơn nữa còn là phẩm tướng rất tốt cái loại này là cực phẩm nhân sâm một bên nhân viên phòng đấu giá nghe được lời của giám định sư cũng là một mặt vui mừng đường tiên sinh nhân sâm không có vấn đề vậy chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng ủy thác đấu giá được ta cũng không thành vấn đề đúng, người phỏng trừng cây nhân sâm này có thể bán được bao nhiêu tiền, đường tiên sinh, giá cả nhân sâm lưu động rất lớn, ta cũng không thể xác định cuối cùng sẽ đấu giá được bao nhiêu. Ở đây có cái ví dụ, năm 2017 có một cây nhân sâm núi khoảng 180 năm, trọng lượng dòng 65 gram, tươi mới nặng không sai biệt lắm tại khoảng 260 gram, giá đấu giá là 9 triệu đường tiên sinh cái này cây, phẩm tướng hoàn mỹ, tươi mới nặng 300 gram, dự đoán xâm linh tại khoảng 160 năm, lại cộng thêm hiện tại trăm năm nhân xâm núi thị trường lửa nóng. Giá đấu giá ít nhất không ít hơn 10 triệu. Nếu như gặp phải cần thiết tình huống, giá cả sẽ cao hơn, nói rõ một chút, đây là tác giả trên mạng cha, gần nhất ghi chép. Quá lâu trước kia không có cách nào tham khảo, lạm phát nha, tất cả mọi người hiểu độc giả có hứng thú có thể tự mình tra một chút ta cái wow. Lại có thể đáng tiền như vậy. Đường Phong còn tưởng rằng chụp mấy trăm vạn coi như cao, không nghĩ tới lại có khả năng hơn 10 triệu. Dù hắn có hệ thống, vẫn là bị giá tiền này cho kinh động. Cũng may hắn cũng coi là một cái xuyên Việt giả rồi, ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh. Ừm, giá tiền này tạm được. Thời gian là lúc nào? đường tiên sinh lần kế đấu giá thời gian là tại một tuần sau đến lúc đó phòng đấu giá chúng ta sẽ phái chuyên gia tới đón ngài tham gia buổi đấu giá được trước thời hạn cho ta phát cái tin tức gần đây có chút bận bịu được không thành vấn đề hợp đồng rất nhanh ký xong đi theo nhân viên an ninh rất cẩn thận mà đem hộp gấm bỏ vào tủ sắt chuyên dụng đoàn người vội vàng hướng phòng đấu giá chạy tới đám người đi xa đường phong mới kinh hỉ mà nhảy lên thoải mái ta đây chính là ngàn vạn phú ông ký chủ bình tĩnh điểm đi chẳng qua chỉ là chút ít tiền tài phàm trần có cái gì để cao hứng ha ha ngươi là hệ thống ngươi đương nhiên bình tĩnh có tiền đã như vậy lúc trước làm chuẩn bị liền có chút không đáng chú ý rồi có tiền đồ tốt như vậy cũng không thể bởi vì chuẩn bị không đủ ngỏm rồi chuyện được dịch bởi mèo sao băng tại mê chuyện chữ loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua